Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cha giảng rất hay nhưng giống ông Trump quá nên phải xin lỗi. Đức Tổng Giám Mục cũng phải nói giúp cho cha. Thưa quý vị và anh chị em, một linh mục của Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis nổi tiếng có tài thuyết giảng, nhưng Ngài đã phải xin lỗi về một bài giảng, trong đó Ngài mô tả Hồi giáo là một mối đe dọa lớn nhất trên thế giới đối với Hoa Kỳ và Kitô giáo. Bài giảng của tôi về vấn đề người nhập cư có những từ gây tổn thương cho người Hồi giáo. Cha Nick Van de Broek, cha sở của nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Lonsdale, Minneapolis, cho biết như trên, trong một tuyên bố ngày 29 tháng Giêng được đăng trên trang web của Tổng giáo phận St. Paul and Minneapolis. Tôi xin lỗi vì điều này. Bây giờ tôi nhận ra rằng những lời bình luận của tôi không phản ánh một cách đầy đủ giáo huấn của Giáo hội Công giáo về Hồi giáo, Ngài nói. Đức Tổng giám mục Bernard Hebda cũng đưa ra một tuyên bố về bài giảng này. Trong đó, Ngài cho biết, Ngài đã nói chuyện về vấn đề này với cha Vandenberg và vị linh mục đã bày tỏ nỗi buồn vì những lời nói của Ngài và tỏ ra cởi mở để thấy rõ hơn về quan điểm của giáo hội, về mối quan hệ của chúng tôi với Hồi giáo. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo rất rõ ràng. Như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã lưu ý, Giáo hội Công giáo trung thành với những lời dạy của Công đồng Vatican II, như những người Hồi giáo với lòng tôn trọng, như những người tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự bằng cách cầu nguyện, bố thí và ăn chay, tôn kính Chúa Giêsu như một tiên tri dù không thừa nhận thiên tính của Ngài, và cũng tôn vinh Đức Maria, mẹ đồng trinh của Người, Đức cha Hebda nói. Những điều đó tiếp tục là giáo huấn của giáo hội chúng tôi ngày hôm nay, Đức Tổng giám mục nói thêm. Đức cha Hebda cũng nhấn mạnh rằng, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhắc lại những lời của Đức Giáo hoàng Benedicto khi nói rằng, điều quan trọng là phải tăng cường đối thoại giữa người Công giáo và Hồi giáo. Ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng rất lớn của đối thoại và hợp tác giữa các tín đồ, các tôn giáo, đặc biệt là giữa Kitô hữu và người Hồi giáo, cũng như sự cần thiết phải tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Ngài kêu gọi tất cả các Kitô hữu và người Hồi giáo phải là những người cổ vũ thực sự cho sự tôn trọng lẫn nhau và tình bằng hữu, đặc biệt thông qua giáo dục. Câu chuyện đã bắt đầu vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng Giêng, là ngày các giám mục trong bang Minnesota chỉ định là Chủ nhật cầu nguyện cho người nhập cư trong năm 2020 này. Tờ báo địa phương City Pages đã theo dõi sát các bài giảng của cha Vandenberg, nhất là từ sau vụ Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm thẩm phán Brett Kavanaugh vào tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Các bài giảng của cha Vandenberg không chỉ giới hạn trong nhà thờ mà còn được đưa lên YouTube. Cha Vandenberg nói trong bài giảng của Ngài hôm 5 tháng Giêng rằng không giống như các vấn đề như phá thai và hôn nhân đồng tính. Giáo huấn của giáo hội về vấn đề nhập cư không phải là chuyện đen hay trắng. Ngài giải thích rằng các quốc gia có quyền bảo vệ những ý tưởng và lý tưởng của họ và đồng thời có nghĩa vụ phải chào đón khách ngoại kiều, tìm kiếm sự che chở trên mảnh đất của mình. Ngài nhấn mạnh rằng, với tư cách là người Mỹ và là Kitô hữu, chúng ta không cần phải giả vờ rằng tất cả những người tìm cách vào Mỹ nên được đối xử như nhau. Tôi tin rằng điều cần thiết là phải xem xét tôn giáo và thế giới quan của người nhập cư hoặc người tị nạn. Cụ thể hơn, chúng ta không nên cho phép một số lượng lớn người Hồi giáo tị nạn
hoặc nhập cư vào đất nước của chúng ta, Ngài nói. Cha Vandenberg nói thêm rằng, Hồi giáo là một mối đe dọa lớn nhất trên thế giới đối với các Kitô hữu và Hoa Kỳ. Cho nên, giáo hội phải hoạt động để xua trừ những ý tưởng tồi tệ ra khỏi đất nước chúng ta. Tôi không nói chúng ta nên ghét người Hồi giáo, cha Vandenberg nói. Họ là những người được Chúa tạo ra từ hình tình yêu, giống như mỗi người trong chúng ta. Nhưng trong khi chúng ta chắc chắn không thù ghét họ như những con người, chúng ta phải phản đối tôn giáo và thế giới quan của họ. Ngài nói thêm rằng, Ngài ủng hộ Tổng thống Donald Trump trong kế hoạch xây dựng một bức tường dọc biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, và Ngài cũng ủng hộ con đường trở thành công dân Mỹ của những sinh viên và thanh niên không có giấy tờ được cha mẹ đưa vào Hoa Kỳ. Tờ Minnesota Star Tribune báo cáo rằng cha Vandenberg đã đưa ra các bài giảng liên quan nhiều đến chính trị trong quá khứ, bao gồm cả bài giảng vào năm 2018, trong đó Ngài kêu gọi anh chị em giáo dân cầu nguyện cho thẩm phán Brett Kavanaugh được đề cử vào tối cao pháp viện. Thẩm phán Kavanaugh là một người công giáo phò sinh nổi bật, được nhiều người công giáo coi là một đề cử quan trọng vào tối cao pháp viện nhằm lật ngược lại phán quyết Roe chống Wade của tòa án tối cao vào năm 1973 cho phép phá thai hợp pháp tại Hoa Kỳ. Theo City Pages, bài giảng ngày 5 tháng Giêng được đăng lên trang web của giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội ở Lonsdale, Minneapolis và đã bị gỡ xuống. Tờ báo này cho rằng bài giảng của cha Vandenberg gây ra một sự náo động trong cộng đồng địa phương. Hội đồng Hồi giáo Minnesota đã đưa ra tuyên bố kêu gọi các nhà lãnh đạo công giáo lên án bài giảng này. Trong một tuyên bố được báo cáo trên tờ Minnesota Star Tribune, Jalani Hussein, giám đốc điều hành của Hội đồng Hồi giáo Minnesota nói, Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của giáo hội công giáo ở Minnesota phải quyết liệt lên án những nhận xét đầy thù hận và phi Kitô giáo này là không thể hiện được đức tin mà họ yêu quý. Trong tuyên bố của Ngài, Đức cha Hebda đã tìm cách đấu dịu và nói rằng Ngài rất biết ơn về nhiều tấm gương nói lên tình bạn đã được cộng đồng Hồi giáo trong khu vực của chúng tôi trao ra và chúng tôi cam kết tăng cường mối quan hệ giữa hai cộng đồng. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè bà xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.